Tâm tịnh độ tịnh Tâm bình địa bình Tâm địa bình đẳng Tắc đại địa bình chẳng Ở đây nêu lên nguyên nhân Đất đai băng phẳng của thế giới Tây Phương Cũng chứng thực cho chúng ta rằng Tâm hiện thực biến Cảnh tùy tâm chuyển Thế giới hiện nay của chúng ta Tai họa càng ngày càng nhiều có một số người tính cảnh giác tương đối cao trong điện thoại họ nói với tôi rằng trong cảm xúc của họ đại thiên tai dường như đã bắt đầu rồi người có tính cảnh giác cao họ sẽ đem tài sản họ có được ra làm nhiều việc tốt họ biết những thứ này không thể đem theo được thật sự họ có tính cảnh giác tương đối cao theo dự đoán ngay cả nhà khoa học cũng như vậy động đất núi lửa dịch bệnh sẽ ngày càng nhiều thiên tai cũng càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí rất nhiều thiên tai lớn chưa từng xảy ra dường như đột nhiên ập đến trong hoàn cảnh như vậy chúng ta thật sự phải xem lúc này nơi này là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình lời này đã rất nhiều lần tôi nói với quý vị là thật không phải giả đâu hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trên thế giới này tôi nhất định phải làm một số việc gì bản thân sẽ hiểu rõ không những không làm việc bất thiện ý niệm bất thiện cũng không thể nghĩ chúng tôi hy vọng một ngày hôm nay sẽ làm được việc thuần tịnh thuần thiện cổ thánh tiên hiền có dạy chúng ta đạt đến nơi chí thiện điều này phải làm như thế nào này chúng ta rõ ràng rồi không còn hoài nghi nữa hoàn toàn khẳng định không gì bằng niệm a di đà phật vậy thời gian một ngày hôm nay của tôi giờ giờ phút phút tôi đều không quên niệm phật vậy là đúng rồi nếu như mỗi ngày Đều coi đó là ngày cuối cùng Mỗi ngày đều giữ chặt cầu niệm Phật này không buông Lúc thiên tai ập đến Chúng ta liền giảng sanh thế giới cực lạ Điều mong cầu trong lòng Từ vô lượng kiếp đến nay Mục tiêu cuối cùng đã đạt được bộ kinh này giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh ở thế giới tây phương cực lạc mấy câu này là hoàn cảnh địa lý nó có liên quan mật thiết với tâm niệm tâm niệm là nhân trang nghiêm đẹp đẽ không gì sánh được là quả báo cho nên tâm thanh tịnh, tâm phải bình đẳng. Tên của bốn kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác. Tôi thường nói, chúng ta quả nhiên đạt được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tương đối dễ đạt được. Chỉ cần một câu niệm Phật này Tôi niệm niệm liên tục Tâm liền thanh tịnh Tâm thanh tịnh nhất định sanh Thanh tịnh độ Cõi phàm thánh đồng cư Tâm bình đẳng tức là lên cao thêm một bậc Tâm bình tức địa bình Sanh về cõi phương tiện hữu dư Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tánh Sanh về cõi thật báo trang nghiêm Nhân quả này phải tin tưởng Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước Là thâm tính nhân quả Tức là tin tưởng nhân quả này Không phải là nhân quả thông thường Niệm Phật Nhất định được sanh tình độ Đó là nhân quả được sanh tịnh độ Một đời chắc chắn thành Phật Làm cho chúng ta tin tưởng nhân quả này Giảng sanh luận kệ viết Cứu cánh như hư không Quán đại vô biên tịnh đây là nói về thế giới Tây Phương Quan cảnh của đại địa rộng rãi Không thể hạn cực Không thể hạn cực Tức là nó không có số lượng Đạo lý này người thông thường rất khó hiểu được Chúng ta học Phật nếu như mấy chục năm nay không gián đoạn, nghe qua hòa nghiêm, nghe qua lăng nghiêm, nghe qua kinh vô lượng thọ thì quý vị sẽ không hoài nghi. Trong tự tánh không có đối lập. Không có lớn nhỏ, lớn nhỏ là giả. Xa gần là giả, trước sau là giả. Những thứ này đều là chư Phật Bồ Tát Tùy thuận tục đế mà nói Tùy thuận chư Phật Bồ Tát mà nói Đó là chân đế Rộng rãi bằng phẳng Không thể hạn cử Đó là tùy thuận thánh đế mà nói là cảnh giới chư Phật Bồ Tát thân chứng Những Bồ Tát này là Pháp thân Bồ Tát Bồ Tát thường không nhìn thấy được Chúng ta bình thường tu hành Có nên chú ý tâm tịnh tâm bình hay không? tâm muốn thanh tịnh thì không thể chấp trước tâm muốn bình đẳng thì không thể phân biệt lìa phân biệt chấp trước tâm thanh tịnh tâm bình đẳng sẽ đạt được nhất định phải hiểu được tất cả pháp thế gian đều không phải là thật phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng pháp còn phải bỏ huống là phi pháp pháp là phật pháp phi pháp là những pháp thế gian được nói pháp thế gian suốt thế gian đều không nên chấp trước không nên phân biệt như vậy là đúng rồi quý vị mới có thể cảm ứng được Tỉnh độ của thế giới cực lạ Luận chú viết Như hư không giả Ngôn lai sinh giả Tùy chúng do nhược vô giả Ngôn thập phương chúng sanh giảng sanh giả Nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh Tuy vô lượng vô biên Tất cánh thường như hư không Quảng đại vô tỷ, Chung vô mãn thời Trái đất chúng ta Có nỗi lo người đồng quả Thế giới cực lạ Không có hiện tượng này Thế giới cực lạc người có nhiều hơn nữa Mỗi người đều cảm giác được rất thoải mái Cảm giác không gian rực lượng Không có hiện tượng chật chội Quý vị muốn hỏi tại sao vậy? Trong kinh Đại Thừa thường có câu Xứng tánh cổ nó là xứng tánh Vì sao chúng ta có hiện tượng này Vì làm trái với tánh đức vậy Phàm phu chúng ta Đầy dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước Hoàn toàn trái với tánh đức Tánh đức không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên quan cảnh ở cảnh giới Tây Phương Do viên mạng tánh đức lưu xuất ra Cảnh giới này chúng ta không thể tưởng tượng được Chỉ có giảng sanh đến thế giới cực lạc Họ mới biết được dáng sanh lật thiện của thiện trên trời dưới đất bao gồm cả mười pháp giới không có gì thiện hơn điều này nữa chỉ ư chí thiện nói cho cùng sự chân thật đó là định thế giới tây phương cực lạc đi làm phật đây mới thật sự gọi là chỉ ư chí thiện Chưa thành Phật thì không thể gọi là chỉ ư chí thiện Chỉ nghĩa là vô thượng Cho nên ngày nay chúng ta ở trong thế giới này Ngày cuối cùng thì còn phân biệt cái gì Còn chấp trước cái gì Không cần nữa Khởi tâm động niệm vẫn còn là vọng tưởng Thì quý vị vẫn còn tạo nghiệp luân hồi như cũ Làm sao quý vị có thể thoát ly luân hồi Nếu như giữ tốt ngày hôm nay Niệm niệm là A-di-đà Phật thì đến thế giới cực lạc rồi thật nên nhớ như vậy chúng ta có thể giảng sanh hay không then chốt là ở ngày hôm nay cổ nhân nói ngay trong hiện tại